Khóa học kế toán giá thành là sự kết hợp nhuần nhuyễn mọi vấn đề trong một doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý nâng cao kỹ năng các bài toán giá thành cho doanh nghiệp. Mỗi một công ty sản xuất sẽ cần phải xác định được một phương pháp tính giá thành riêng khác nhau, căn cứ vào các tính chất của các mặt hàng sản xuất để lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn nắm bắt một cách khoa học và hệ thống các phương pháp tính giá thành, hiểu và phân tích sâu được các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học. Các bạn sẽ được hướng dẫn về cách tính giá thành giản đơn theo đơn hàng, tính giá thành theo tỷ lệ và tính giá thành theo công trình, trong đó giá thành công trình cho thuê và giá thành công trình của mảng vận tải. Sau khi tìm hiểu về tất cả các phương pháp tính giá thành, thì các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách từ kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra các sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty, bao gồm cách hạch toán đối với mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định sử dụng cho từng bộ phận, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương và trích các khoản bảo hiểm, hướng dẫn hạch toán thực hiện việc lên tờ khai các khoản thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh sai sót trên tờ khai, giải thích được các loại thành phẩm để chúng ta lựa chọn được phương pháp tính giá thành cho phù hợp. Và nội dung thứ ba liên quan đến các công việc cuối năm, giải thích được các sản phẩm nên sử dụng phương pháp nào cho phù hợp, hướng dẫn việc phân bổ các chi phí và cách nghiệm thu theo đơn hàng, so sánh đối chiếu tìm lỗi sai trong quá trình hạch toán, so sánh giữa doanh thu và giá vốn đối với từng mảng và áp dụng các phương pháp tính giá thành vào từng loại sản phẩm cho phù hợp. Và nội dung thứ ba liên quan đến công việc của cuối năm, để lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh thì sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản, các tỷ trọng trong báo cáo và cân đối lại các số liệu, hướng dẫn thực hiện việc lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân để lên được một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách, kết xuất và lưu giữ nội bộ, sắp xếp lại các hồ sơ và kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung khi tham gia vào khóa học kế toán thực hành chuyên sâu với đa dạng các hình thức học, bao gồm khóa tự học, học lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các chứng từ hóa đơn và các video các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Các bạn nhấn vào xem giáo trình online. Đây là trang web của Kế Toán Việt Hưng. Và trong giáo trình online này sẽ được chia làm các phần bao gồm khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh cho đến khi lên báo cáo tài chính. Để xem được chứng từ và các video thì các bạn sẽ click trực tiếp vào nội dung của từng phần. Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán giá thành chuyên sâu bằng cách liên hệ đến số hotline 0988680223.